Dạ, con kính thưa tất cả các bà con cô bác, các cô chú anh chị, các bạn bè, các cháu đã đến chia buồn cùng gia đình mẹ con. Gia đình con là hai mẹ con cùng với các cô bác chú dì, các anh chị em, các cháu bên gia đình ông xã con và các anh chị em, các cháu bên gia đình con. Chân thành cảm ơn những ngày qua cô bác chú dì đã đến chia buồn cùng gia đình chúng con. Xin cảm ơn thật chân thành. Và trong những ngày lễ, nếu có điều chi sơ sót, con xin quý ông bà, cô bác, anh chị em, các bạn bè và các cháu xin được bỏ qua cho ạ. Dạ, con xin nói một lời cuối cùng với ông xã của con. Anh ơi, hai vợ chồng mình từ ngày quen nhau, sống chung với nhau đến khi có được một đứa con như vậy cũng đã 35 năm nay rồi. Giờ chúng ta cũng có những vui buồn cùng chia sẻ. Em mong rằng em cũng đã hết sức chăm sóc anh, chăm sóc gia đình của chúng ta, cho chúng ta có được một tổ ấm hạnh phúc. Lúc nào em cũng mong muốn như vậy. Nhưng bây giờ lực bất tòng tâm, em không làm được. Chúng ta chia tay nhau với anh. Em mong rằng anh ra đi thật thanh thản. Anh đã chịu đựng đau quá rồi. Em không thể nhìn thấy cảnh anh đau đớn như vậy được nữa. Em đành phải buông tay thôi. Em xin lỗi nếu như em có làm điều gì sai sót với anh. Em xin lỗi anh. Hãy thanh thản. Hãy phù hộ cho em, nuôi nấng con nên nuôi như anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em chào anh. Lúc nào em mong rằng nếu như anh có đầu thai một kiếp khác, anh cũng sẽ là một người hạnh phúc, sẽ là một người đàn ông tốt, một người đàn ông tốt với gia đình, với vợ con anh. Chào anh, em chào anh. Tôi cảm ơn tất cả các vị, cảm ơn các sự này. Cảm ơn thật nhiều. Bước tới thì được cắm nhang. Đứng lên gia đình, đứng lên không được. Đi tới lên mặt qua điện thoại. Thank you.
Thank you.